Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại táo được dùng rất phổ biến ở Việt Nam. Nó được sử dụng nhiều trong các món ăn, chè, làm bánh. Ngoài những công dụng này, nó còn được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh rất tuyệt vời. Đó chính là táo tàu. Để hiểu thêm về táo tàu khô có tác dụng gì, cách sử dụng ra sao, mời các bạn theo dõi video sau đây. Táo tàu còn được gọi với các tên khác là tại táo, hồng táo, can táo. Hiện nay, ở miền Bắc, cây táo đã được đem trồng ở nhiều nơi và đang phát triển mạnh. Phổ biến nhất là trồng bằng chiếc cành vào mùa xuân. Táo tàu thường được thu hái vào mùa thu đông. Khi quả chín, người ta thường hái về ăn hay phê sấy khô làm thuốc. Quả táo có màu hồng gọi là hồng táo. Công dụng của táo tàu. Trong đông y, táo tàu có vị ngọt, tính ôn, có tác dụng dưỡng huyết, an thần, giúp điều trị tỳ vị suy nhược, ăn ít, tiêu lỏng, tim đập nhanh, khí huyết không đủ. Táo tàu giúp an thần, dễ ngủ, làm tan đờm, giảm ho, hỗ trợ điều trị chứng đau họng, hương nhược, kiếp vị. Ngoài ra, táo tàu còn giúp hài hòa các vị thuốc, làm giảm nhẹ tính kích thích và tính độc của một số loại thuốc khác. Cách sử dụng táo tàu, bài thuốc về táo tàu. 1. Giúp dưỡng tâm, an thần, trị suy nhược cơ thể. Táo tàu thanh quả. Cam thảo 10g, tiểu mạch 30g, đem tất cả các vị trên đun với 2 chén nước. Khi nước cạn còn 1/2 thì lọc lấy nước uống, bỏ phần bã. 2. Điều trị nhiệt bệnh sau khi bị thương hàn làm khô miệng, nuốt đau. Táo tàu 10 quả, ô mai 10 quả, nghiền nát và trộn với mật làm thành viên to bằng hạt hạnh nhân, dùng để ngậm. 3. Điều trị buồn bực, khó ngủ. Táo tàu 14 quả, long nhãn 210g, nấu chín cả hai vị uống và ăn. Để hiểu thêm về táo tàu cũng như cây thuốc khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình ở phần xem thêm. Trên màn hình là sản phẩm táo tàu đỏ, còn gọi là hồng táo, và táo tàu đen của công ty Thảo Dược Thanh Bình. Sản phẩm khô được đóng gói gọn gàng sạch sẽ. Trên bao bì còn có hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn quan tâm sản phẩm, có thể gọi ngay hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like và share cho chúng tôi nhé.